Rồi, xin chào mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, tiếp theo chuỗi bài lab của mình ha mọi người. Hôm nay mình làm bài 13 ha. Windows Server Backup. Thì cái bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người ha cách sao lưu và phục hồi dữ liệu bằng Windows Server Backup ha. Thì mình thực hiện những bước như là backup full server nè, restore file and folder ha. Rồi thực hiện restore system stack ha. Thực hiện operating system recovery. Rồi ở đây mình chỉ sử dụng một máy thôi ha mọi người, máy DC ha, domain controller IP 201. Rồi, mô hình đơn giản ha, không có gì ha. Rồi mình làm cái ghi chú cái thì để làm được cái bài này thì mình phải gắn cho nó thêm một cái ổ cứng ha mọi người, coi như là gắn thêm cho server một cái ổ cứng ha, ổ đĩa E khoảng 100 GB nha. Rồi mình các bước thực hành của mình ha. Cài đặt Windows Server Backup. Cài đặt ha. Windows Server Backup. Thì trước khi cài đặt Windows Server Backup mình phải đi chuẩn bị ha, cái server ha mọi người. Rồi gắn ổ cứng cho nó ha. Rồi mình bật Hyper-V lên. Đây mình lấy SV1 đang run thôi, mình stop. Snap con này ha. Sử dụng con DC1 nha mọi người. Đã nâng cấp thành domain controller ha. Reboot lại các. Nhiều khi nó dính cái bài cũ đó, mình quên. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành gắn cho nó một cái ổ cứng ha mọi người. Phải chuột setting. Hiện tại thì nó chỉ có một ổ cứng thôi ha. Chạy Windows ha. Server. Giờ mình gắn thêm một ổ cứng nè, chọn SCSI controller ha. Chọn S. New ha mọi người. Rồi. Mình lưu trong cái DC1 luôn nha. Rồi. Mình ghi là Virtual Disk 1 ha. Cho nó dễ phân biệt. 100 GB nha. Thì mình gắn thêm cho server một cái ổ cứng 100 GB. Rồi coi như là server có hai ổ cứng ha. Rồi, tạt lên. Rồi, mình mở nó lên luôn nha mọi người. Rồi chờ cho nó start ha. Rồi nó start xong thì mình sẽ cấu hình cho nó nhận dạng cái ổ cứng ha. Mình đặt tên nó là ổ E ha, data nha mọi người. DC thì nó boot lên hơi lâu ha, lâu hơn standalone server một chút. Rồi, giờ mình log on ha. Log on domain admin. Rồi, mình kiểm tra lại cái máy tính của mình ha. Rồi C là Windows ha, D là ổ DVD ha. Giờ mình tiến hành cho nó nhận dạng, mình mới gắn cái ổ cứng 100 GB vào ha. Rồi. Ở đây mình sử dụng disk management ha mọi người. Đây. Ổ cứng 100 GB mình mới mua mới gắn vô ha. Rồi mình phải chuột online lên. Rồi phải chuột ha. Intel online disk ha. Rồi Masterbook Record. Ok. Rồi, phải chuột mình chọn New Symbol hoặc Session luôn ha. Rồi, OE ha mọi người. Đặt tên volume nó là Data. Finish.
Rồi, mình kiểm tra lại nha. Refresh lại. Rồi. Mình đã có ổ C nè ha, ổ Windows ha, ổ E chứa dữ liệu nha. Rồi, ok, mình đã gắn ổ cứng xong ha. Giờ mình sẽ tiến hành bước đầu tiên ha. Cài đặt Windows Server Backup. Là nãy giờ mới chuẩn bị thôi nha mọi người. Giờ bắt đầu làm ha. Rồi, mở Server Manager lên. Rồi, add-on the feature ha. Before you begin next tới. Rồi, next luôn ha. Đây, kiểm tra lại đúng là DC ha, IP 201. Rồi, next luôn ha. Add feature ha. Rồi, mình kiếm cái Windows Server Backup ha, nằm nằm đường đầu dưới á. Đây, Windows Server Backup. Rồi, chọn Next thôi mọi người. Rồi, Install. Rồi, sau khi cài đặt thành công ha, mình bấm close thoát ra ha. Rồi, coi như xong cái bước cài đặt Windows Server Backup ha. Rồi, tiếp theo số 2 ha. Thực hiện backup full server ha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cho nó dữ liệu ha. Rồi mình vô ổ DC ha, mình tạo thêm một data đi. Rồi trong data này mình tạo hai file ha. Doc 1. Rồi dữ liệu là hello doc 1 ha. Rồi, tiếp theo tạo thêm một cái doc 2 nha. Doc 2. Vô doc 2. Rồi, ok. Coi như là trong thư mục data mình có dữ liệu ha mọi người, hai file. Doc 1 và doc 2 ha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành backup full server ha. Rồi, mình mở server manager lên, tool. Chọn Windows Server Backup ha. Nằm đâu dưới á. Đây, Windows Server Backup. Rồi, trong cửa sổ Windows Server Backup ha. Mình chọn Local Backup nè. Mình chờ nó chút xíu ha. Rồi. Phải chuột local backup mọi người. Chọn backup one. Rồi, tiếp theo ha. Rồi mình chọn different option ha, bấm này. Đó mọi người thấy không? Nó có cái full server backup đó. Rồi cái sổ select backup configuration ha, mình chọn full server. Rồi bấm next ha. Rồi cửa sổ specify destination type mình chọn local price ha mọi người. Rồi ở đây mình có cái ổ E ha, nãy mình gắn thêm cái ổ E đó để mục đích là để lưu trữ cái dữ liệu backup á. Rồi mình bấm next ha. Rồi mình chọn ok. Nó sẽ
liệt kê lại cho mình ha. Mình xác nhận thì mình bấm OK bắt cấp rồi mọi người. Rồi, giờ đi bắt cấp ha. Bắt cấp full thì nó hơi lâu ha. Rồi 12% rồi. Khoảng cỡ 3 phút là xong ha. Mọi người chịu khó chờ một chút. Cái này mọi người thông cảm chờ ha, tại vì mình nói chung là mình sẽ cố gắng làm nó thực tế, cho nên mình cũng không có chỉnh sửa video ha, mình cũng không có cho qua nhanh tua qua nhanh gì á, mình để thực tế cho mọi người làm cho nó nhìn cho nó thiệt ha. Đâm ra cái video nó hơi dài tí xíu ha. Rồi, 74% rồi ha.
Rồi, sắp xong rồi mọi người ơi. Rồi, cầm lít tịt ha mọi người. Đóng lại nha. Rồi, đóng lại luôn. Rồi, giờ mình kiểm tra lại cái ổ e của mình coi nó có chưa ha. Rồi. Rồi, bắt cấp rồi ha mọi người. Rồi. Rồi, tiếp theo ha. Sau khi mình thực hiện bắt cấp full server rồi đó, bây giờ mình sẽ thực hiện restore ha. Restore file và folder. Rồi, bước thứ nhất là mình cài đi cài đặt ha. Bước thứ hai là thực hiện backup. Backup xong rồi mình sẽ restore nè. Thì bây giờ mình sẽ giả lập tình huống ha. Vô tình ha, xóa mất dữ liệu. Rồi. Mình xóa ship luôn ha mọi người, ship delete luôn ha. Rồi cho nó mất luôn nha. Ok. Rồi. Đó mình giả lập là kiểm tra lại nè, mất cái thư mục data của user rồi ha, mất dữ liệu rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện phục hồi ha mọi người. Rồi, mình vào lại Windows Server Backup ha. Windows Server Backup. Rồi, phải chuột Local Backup ha. Mình chọn Pre Cover. Rồi, mình disk server ha, trên cái máy chủ này luôn ha. Next. Rồi, nó kiểm tra thấy có một cái backup ngày 25 ha mọi người. Rồi, chúng ta tiếp tục next ha. Trong trường hợp chúng ta có nhiều backup thì chúng ta sẽ chọn đúng cái ngày ha. Và chọn giờ ha mọi người. Rồi, tiếp theo chúng ta bật next ha. Nó hỏi chúng ta là muốn recover cái gì. Rồi, mình recover file and folder ha. Chọn next. Rồi, nó sẽ liệt kê ra mọi người nè. DC1 nè, UC nè, một data của mình nè. Không, mấy thư mục này là của Windows ha. Mình nãy mình giả lập là mình xóa cái thư mục data. Rồi, bây giờ mình chọn thư mục data ha. Next. Rồi, mình chọn override ha, đè lên luôn nha. Rồi, next ha. Rồi, mình chọn recover. Cái này thì nó nhanh không mọi người, chỉ có hai file thôi. Rồi, complete tệp ha. Đóng lại. Rồi, mình vào mình kiểm tra coi nó có chưa. Rồi, hai file đã phục hồi ha mọi người. Rồi, hello. Đọc 2. Ok. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn mọi người phục hồi file and folder ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ thực hiện restore system stack ha. Rồi, tiếp theo bước số 4 ha. Hiện restore system. Cụ thể là mình sẽ ghi to cái user trong AD ha mọi người. Tại vì lúc nãy ngay từ đầu mình đã thực hiện backup full server luôn rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ giả lập tình huống ha, mình xóa nhầm user. Đây, active user and computer.
Đây trong cái OU Sài Gòn của mình ha, nó có 3 user ha, U1, U2, U3. Vì lý do gì đó không biết. Đỡ tay xóa nhầm. Yes. Mất rồi. User bây giờ không log on được ha. Giờ mình tiến hành phục hồi. Thì để phục hồi được cái system stack ha, mình phải khởi động lại server ha. Thì trong quá trình khởi động mình bấm phím F8 ha, để vào cửa sổ Advanced Boot Option. Rồi mình khởi động lại ha. Restart. Ok. Nhớ bấm F8 nha mọi người. Đây. Đây, sau khi mình bấm F8 ha, thì nó sẽ ra một cái nhiều, rất là nhiều menu để mình chọn ha. Đây là chế độ Restore Mode. Mình sẽ chọn là Directory ha, Service Repair Mode. Rồi bấm Enter ha. Để mình vào chế độ mình sẽ restore được cái user. Hiện tại là user không log on được rồi. Rồi mọi người tiến hành log on nha. Rồi. Ở đây ha, mình không thể nào log on bằng cái user domain admin được ha. Mà mình phải log on bằng cái user administrator ha của cái DBC á. Và cái password này là cái password trong quá trình mà chúng ta tạo cái Active Directory Domain Service ha, chứ không phải là password của domain admin nha mọi người. Lúc mà mình tạo mình cài thì mình đi cài cái Active Directory Domain Service đó, nó có cái mục mình bắt mình nhập password ha, đó là password của chế độ Restore Mode ha. Rồi, tiếp theo mọi người tiến hành phục hồi ha mọi người. Rồi, chúng ta chọn tool ha, Windows Server Backup. Rồi, phải chuột Local Backup ha, mình chọn Recover. Chờ nó chút ha, để nó đọc cái data. Rồi. Rồi, mình chọn Recover ha mọi người. Rồi, mình chọn Disk Server luôn ha. Rồi, mình chọn cái file backup của mình ha, ngày 25 luôn nha. Rồi, Next. Rồi, cái chỗ này lúc nãy mình bài phần trước á, thì mình đã chọn cái File and Folder ha, có nghĩa là mình backup và mình phục hồi File and Folder. Còn phần này thì mình sẽ chọn System Stack ha mọi người. Rồi mình phục hồi user account ha. Rồi chọn Next. Rồi tiếp tục chọn Next luôn ha. Rồi nó thông báo cho mình biết nè. Rồi ok luôn.
Rồi, trong cái cửa sổ xác nhận này ha, mình bấm vào Automatic Report ha. Rồi, bấm Recover luôn. Rồi, nó thông báo cho mình ha, mình chọn Z luôn ha. Rồi mọi người chịu khó chờ chút ha, mình quay lại quay chiếu thực tế luôn ha mọi người, không có cắt cắt ghép chỉnh sửa gì, mình làm sao mình quay như thế ha cho mọi người theo dõi cho nó dễ ha.
hơi lâu hả mọi người, 30% rồi. Mọi người chịu khó chờ ha, tại vì mình muốn quay thực tế một quá trình đó ha, nó restore ha. Để mọi người xem có một cái trải nghiệm thật luôn ha. Chứ giờ mình cắt xong mình tua qua nhanh ha, đến khúc xong rồi thì nhìn khi đó nó không thiệt nữa rồi. Cho nên mọi người chịu khó ha. Mình coi từng bước nó làm cái gì luôn ha. Rồi, 51%. Rồi sắp xong rồi ha mọi người, khoảng 3 phút nữa.
thì sau khi nó phục hồi xong thì nó sẽ khởi động lại ha. Khi nào mình thấy nó khởi động lại là xong rồi đó. Rồi cuối cùng cũng xong ha mọi người.
Rồi sau khi reboot lại ha, chúng ta đăng nhập với domain admin ha mọi người. Đó. Thì khi này nó một cái cửa sổ CMD ha, sẽ thông báo cho chúng ta biết ha. Là system state đã được recovery successful ha. Rồi, nhấn enter để continue. Rồi, khi là chúng ta đã phục hồi xong cái system state ha mọi người. Giờ chúng ta sẽ vào Active Directory User and Computer ha, kiểm tra lại coi hai cái ba cái user ấy. Chúng ta vô tình xóa đó. Phục hồi được chưa ha? Rồi, ok. Khỏi thành công ha. Vậy là bây giờ user có thể tự log on lại được rồi ha. Rồi. Vậy là mình xong cái phần 4 ha mọi người. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm nốt luôn cái phần 5 luôn đi ha. Là cái này là thực hiện Operation System. Thực hiện Operation ha. System Recovery. Thì cái tình huống này ha, là khi chúng ta bật cái máy lên ha, thì vì một cái lý do gì đó Windows nó không khởi động được, nó báo lỗi ha, nó không log on vô được cái cửa sổ log on của admin luôn. Rồi ở đây mình giả lập tình huống như bị mất điện đi nha. Mất điện nó đã bị lỗi luôn. Đó, mọi người kiếm cái cho mình cái stand up nè. Nó khác với cái shutdown ha. Shutdown là mình chọn là Windows chọn shutdown ha. Cái stand up là giống như trạng thái chúng ta bị mất điện vậy đó. Bấm cái stand up. Rồi. Thì giả định nha, tình huống bị cúp điện ha, Windows nó bị lỗi không khởi động được ha. Thì khi đó chúng ta tiến hành gắn DVD cài đặt Windows Server 2019 vào ha. Ở đây mình cho cái đĩa DVD vào ha. Rồi, mình qua thêm một software ha. Mình kiếm cái DVD. Đây, Windows Server 2019 ha. Thì cái thao tác này chính là cái thao tác mình bỏ đĩa DVD vô ha. Rồi mình bấm Start lên lại ha. Rồi bấm Enter ha mọi người. Đó. Mình giả lập là Windows mình nó bị lỗi rồi nha. Không có boot lên được. Do tình huống bị mất điện đột xuất. Hệ thống điện của chúng ta nó bị sự cố ha. Rồi giờ chúng ta không boot được Windows, không vô được cửa sổ đăng nhập Administrator luôn ha. Giờ chúng ta sẽ tiến hành recover ha. Rồi cửa sổ install ha, chúng ta chọn Next. Rồi ở đây chúng ta chọn Repair Your Computer. Đây, nãy giờ mình đã hướng dẫn mọi người là thứ nhất là backup server ha, thứ hai là phục hồi file folder nè, phục hồi system stack nè, thứ hai là phục hành, thứ giờ mình sẽ phục hồi cái hệ điều hành luôn ha mọi người. Rồi ở đây chúng ta chọn troubleshoot ha. Rồi mục này chúng ta chọn system email recovery ha. Rồi nó kêu mình chọn hệ điều hành Windows, mình chọn Windows Server ha mọi người. Rồi giờ nó thằng scan trên cái ổ đĩa local chúng ta. Thì cửa sổ select system bị máy backup ha, thì nó tìm thấy một cái file backup. Trong trường hợp chúng ta có nhiều file thì chúng ta chọn select system bị máy ha. Rồi, ở đây mình có một file backup thôi, mình chọn next ha. Rồi tiếp tục mình chọn Next ha. Rồi đây mình sẽ chọn Finish.
Rồi, cửa sổ rì may do computer chúng ta chọn Z ha. Bây giờ nó sẽ tiến hành phục hồi hệ điều hành cho chúng ta ha. Rồi trong khi chờ nó restore mình chốt lại lý thuyết xíu ha mọi người. Thì cái bài hôm nay đó mình sẽ thực hiện cái chức năng là Windows Server Backup ha. Trước tiên là mình sẽ backup full server luôn, backup toàn bộ ha. Rồi sau đó mình giả nhập tình huống là file và folder nó bị xóa nhầm hay mất gì đó, rồi mình phục hồi cho user ha. Rồi cái thứ ba là mình lỡ mình xóa nhầm là user account ha. Trong AD thì mình sẽ có tiến hành restore ha. Rồi trường hợp cuối cùng đó là Windows chúng ta bị lỗi ha, thì mình đang giả lập tình huống là hệ thống điện có sự cố ha, tắt đột ngột vì lý do đó cho nên Windows không khởi động được ha. Rồi chúng ta tiến hành phục hồi Windows luôn ha. Rồi rồi mình chờ nó phục hồi tí xíu ha, phục hồi cái này thì nhanh. Rồi sắp xong rồi đó mọi người ơi, khá nhanh ha. Rồi chúng ta bấm restart now luôn cho nó nhanh nha. Rồi ở đây mình đừng có bấm khi này mình lấy đĩa ra ha, còn không thì mình đừng bấm gì hết để cho nó khởi động vào ổ C Windows ha. Còn nếu mình bấm enter hay là gì nó là nó sẽ vào lại cái chương trình cài đặt Windows ha. Thì cái bước hồi nãy mình cũng có thể bấm nút lấy đĩa ra ha, thì như ở đây mình bấm media nè, mình extract nó ra ha, lấy đĩa ra đó. Tương tự như ở ngoài máy vật lý là chúng ta bấm nút ha, cho đĩa nó ra bỏ vô rồi bấm nút extract ha, nó trả đĩa ra ha. Ở đây mình cũng tương tự như vậy thôi. Rồi sau khi mình phục hồi lại hệ điều hành ha, thì nó đang boot vô lại. Rồi giờ chúng ta tiến hành đăng nhập lại ha, bình thường ha mọi người. Rồi thành công ha. Rồi vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người xong cái bài Windows Server Backup ha. Bài đáp này hơi dài ha, mọi người nhớ thông cảm cho mình nha, tại mình quay thực tế thôi chứ mình không có quay cắt ghép chỉnh sửa gì hết, cho nó nhìn cho nó thực tế ha mọi người. Rồi hẹn gặp mọi người vào bài lắp tiếp theo ha. Rồi nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cũng như bấm vào nút chuông á để mình ra cái bài mới là mọi người có thể xem được liền ha. Rồi xin chào mọi người nha.